Với thất bại 0-2 trước Bồ Đào Nha trong trận đấu ngày 27 tháng 7 nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn nhận được lời khen ngợi từ FIFA. Đội tuyển nữ Việt Nam không thể vượt qua vòng bảng, nhưng các cầu thủ của họ có thể tự hào về những nỗ lực trong kỳ World Cup đầu tiên. Họ đã chiến đấu nỗ lực trước những đối thủ có trình độ cao và chứng tỏ rằng mình xứng đáng với vị trí ở đấu trường thế giới. Liên đoàn bóng đá thế giới, FIFA, viết về đội tuyển nữ Việt Nam sau trận đấu với Bồ Đào Nha. Dưới sự dẫn dắt bản lĩnh của đội trưởng Huỳnh Như, các cô gái kim cương Việt Nam đã thể hiện tinh thần thi đấu vững vàng trong trận đấu với các đối thủ cực mạnh là Bồ Đào Nha và đội tuyển số 1 thế giới Mỹ. Hành trình tại vòng chung kết World Cup 2023 không chỉ là một chiến thắng của các cầu thủ mà nó đã trở thành niềm tự hào dân tộc. Kỳ tích khi lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam đủ điều kiện tham gia vòng chung kết tại World Cup đã mang lại niềm vui và niềm tin cho hàng triệu trái tim người hâm mộ trên khắp cả nước, thắp sáng tiềm năng và tài năng của bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế. Ngay sau trận đấu căng thẳng với đội tuyển Bồ Đào Nha, đội trưởng Huỳnh Như đã có những chia sẻ chân thành và niềm tin mãnh liệt vào đội tuyển, đồng thời gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Coca-Cola với tư cách là nhà tài trợ chính thức của giải đấu. Huỳnh Như cho biết cô thi đấu tự tin tại World Cup mỗi khi nghĩ về quê hương, đồng thời cô tin tưởng vào sự cổ vũ của người hâm mộ Việt Nam trong trận đấu gặp Hà Lan vào ngày 1 tháng 8 tới. Hành trình của cô gái vàng Huỳnh Như là tấm gương sáng về niềm tin mãnh liệt và tinh thần đồng đội trên sân khấu lớn nhất thế giới của bóng đá nữ và như vậy, có niềm tin sẽ tạo nên điều kỳ diệu.